chảy đó anh ơi. Trời đất, bệnh chảy. Chị Chu làm gì? Thầy ơi, bệnh này tôi bỏ nghề quá. Bệnh gì? Ê, tới nhà anh thầy rồi con ơi. Ừ. Nhà thầy đây hả? Cái lách con giờ bị sao? Cái lách con nó bị đau. Nó bị đau lách nha. Anh thầy này ông hít hay lắm. Ông hít cái hoạt lụm. Ông hít hay lắm. Chị đó hả? Ừ. Nhà anh thầy. Ừ. Ừ, chào thầy. Ừ, chào thầy. Con nhỏ cháu nó bị bệnh mà cái lách nó sợ bị gì nè. Mời cô ngồi, mời cô ngồi. Nó bị đau đây này. Nào thầy. À, đau lách nha. Ừ. Cơ bên đây thì ít mà bên đây thì nhiều. Bị đau nách bên trái. Dạ. Vậy là sao mà cô biết ở đây mà cô lại? Nghe à. Ông cậu ấy ông chỉ. Tôi chỉ là thầy đó thầy. Giới thiệu thầy. Tại tôi thì ở đây thì chỉ bệnh là ba đời rồi. Vậy đó hả? Mà em đâu có biết đâu, mới nghe luôn á. Chị ba đời rồi, nhà tôi có lương y có bản hiệu trước đó, để cô vô thấy hả? Không, em cũng quên đi. Không đi, không đi thầy ơi. Thì thôi thì không ý, không biết thì không sao. Tôi là chuyên gia, giờ tôi nói là bệnh hết chỗ nào, là ai bị bệnh chỗ nào tôi hết chỗ nấy là hết. Thầy này hay lắm. Bệnh chỗ nào hết cũng hết á. Không có chỗ nào mà thầy hết không hết. Đi gì? Giò tay chân rồi. Ừ, thầy bởi hay lắm. Đi nhiều thầy lắm rồi mà không có hết. Không hết hả? Không hết. Mà thầy này là hết liền. Đối với tôi bây nhỏ. Hôm nay thầy có chủ ngay cậu ấy ông chỉ đến thầy mong á nay thầy có chủ là đi cho nó hết luôn rồi. Vậy là để tôi coi bệnh cho. Dạ. Rồi sao đây tôi làm luôn. Bây giờ cô bị cái mục ở đây hả? Không. À đau chỗ này phải không? À, đau đây. Rồi để tôi coi bệnh coi. Tôi là chuyên gia mà. Cái chỗ này nè, để cô coi. Rồi bắt đầu tôi làm bệnh nhá. Từ từ. Trời ơi. Rồi đó cô coi coi. Tôi hết ba đời là vậy đó. Ông thầy không thể hết đã hết rồi. Thầy hết à. Nó hết giảm không? Vậy giảm không? Hết à? Hết à. Ấy mát tay không? Mát tay. Thầy là thầy hay lắm mà, thầy tôi cho quảng cáo hay. Thầy là không có bệnh gì mà thầy chịu không hết chứ. Giờ cô coi kỹ cái tay coi coi. Hết rồi thầy ơi. Rồi. Quá trời hay luôn. Phải biết sớm được rồi. Thầy ơi trời ơi biết bao lâu cả năm rồi đó. Em đi nhiều thầy đó mà không có hết. Rồi không biết đến mà. Ừ kìa khỏe luôn kìa thầy. Ở vùng bảy núi là tôi nổi tiếng luôn đó. Thầy ơi bữa nay em. Oh my god. Wow. Phải biết dành để em về rồi có ai mà bị em chỉ lại đây nha. Rồi. Mà coi cúng tổ nhiêu em hậu tạ thầy ơi. Này hả? Thôi ở đây thì tùy hỷ cô ơi. Tùy hỷ à. Tùy hỷ. Dùng thứ là ba cái nghề thầy Lan Quốc Nam mà. Có nhiêu thì đưa nhiêu. Thì em gửi thầy nhiêu đi ha. Thầy nhiêu hả? 100 thầy. Sĩ thầy ơi, sĩ hả? Sĩ. Được không thầy? Được không thầy? Cái làm gì vậy? Cái con thầy ít lắm không? Thầy chắc không ít đâu thầy ơi. Anh ta không mất đâu thầy ơi. Cô đi lại bằng gì hả? Em đi xe đò hả thầy? Xe đò hả? Dạ. Thôi đi, chạy đi. Thôi đi xe đò vậy thôi, cô về đây có gì mà trục trặc gì cô cứ lại đây tôi làm lần nữa là sạch bao luôn. Cô còn trục trặc nữa hả thầy? Thì dự trù vậy thôi chứ mà nói gì tôi hết một cái một là hết trơn hả? Cái này là dự tính vậy ha, dự tính vậy ha. Rồi. Rồi ok vậy thôi kiếm thầy. Chuyện nào về làm hết bệnh đi nữa tôi chia cho. Ừ. Wow. Rồi vậy là rồi, về. Rồi, có mối nào đem lại cho ông. Rồi. Vậy thưa thầy em về ha. Rồi về thầy ơi. Rồi về. Chết bà cái giò bị đau nữa. Mẹ khỏi hít cục đá kìa. Bày mẹ hút đá kìa. Dạ. Trời dạ. Ơi mai. Thầy hay quá hay không? Thầy hay không? Bởi vì thầy hay lắm. Thầy thầy hít hay lắm. Không uống liền thuốc nữa. À, ông thầy này hít cái một trơn hả? Bảy. Bệnh mày lâu phải không? Dạ. Nó đau ha. Dạ. Thầy này hay lắm hả bảy? Ừ. Chị hồi nãy giờ là biết nhiều tiền phải không? Dạ. Không hết đâu. Thầy ơi tao đi cho tao dẫn lên thầy biết nhiều người trơn mà. Dạ. Đừng ngự nào cũng hết luôn. Mong thầy hay ông chị cho hết. Ừ, chào thầy. Bá lại bảy. Ừ. Rồi. Bữa nay dẫn dẫn khách lên đó thầy ơi. Thầy coi nha. À. Rồi em chào thầy luôn ha. Rồi chào em. Bữa nay đến đây có việc gì
À, thầy coi giùm em xong rồi cái mục này, cái gì đó thầy. Sao mà nó đau quá thầy ơi. À cái này hả? Dạ. Gắn gắn như thầy. Đau quá thầy. Dạ. Có gì nhờ thầy giúp giùm cái ha. Cái mục này nó đen mà nó lâu năm rồi nha. Dạ. Mục này nó cho hết giùm. Chắc được. Lâu lắm rồi thầy. Hết thầy, đau thầy. Đau thầy. Được được được. Được. Cái ca này thầy cũng có làm rồi mấy ca. Dạ, chắc được thầy giúp. Rồi, ôi cái chuyện này với dễ mà. Dạ. À, uống ly nước trà đi chú. Dạ dạ. Ừ. Cái này là chú có đi chị ở đâu chỗ khác rồi phải không? Dạ chị nhiều chỗ lắm mà không hết thầy. À, có nghe chú Bảy giới thiệu thầy nên là hôm nay mới qua. Thì dẫn đi nhiều rồi. Dạ. Ông Bảy là ông gành rồi, ông gành chỗ này rồi. Cho nên là ông biết gành là ai bệnh nào ông đưa cái là ngay thầy luôn rồi. Đưa lại đây là hết. Chú yên tâm. Mỗi ngày mong mong giờ dẫn cò. Ủa bậy. Mỗi ngày mong mong giờ dẫn cò. Ủa bậy. Mỗi ngày mong mong giờ dẫn cò. Ủa bậy. Dẫn lại thầy thầy thì giúp. Dẫn lại thầy giúp. Ừ. Thôi bây giờ sẵn ở đây tôi làm luôn cho. Để công việc nhà chú có xa không? Dạ em tốt tại với Đồng Tháp hả thầy? Ở Đồng Tháp hả? Dạ. Đồng Tháp lên đây cũng khoảng tiếng mấy hai dạ, tiếng à? Tiếng mấy thầy. Ừ, cũng xa. Thôi để tôi thầy tranh làm giùm cái ha. Thôi tâm cậy nhờ thầy đó nghe thầy. Dạ dạ. Rồi thôi để tôi tranh thủ tôi làm cho mà chú này chú về sớm. Rồi. Thôi tâm cậy nhờ thầy. Nha, nhắm mắt lại nha. Rồi. Trời ơi. Này nó trời nắng nó không tắm mà vậy nó không chua cũng chết. Trời ơi. Này trời nắng không tắm mà gì nó không chua cũng chết. Trời, coi mà hết rồi đó. Trời ơi. Đâu à, Bảy coi lại coi gờ còn tắm không? Sao sao rồi? Ô ngam, tôi nói hay quá à. Trời ơi. Hết đau luôn rồi thầy. Hay lắm. Không đau luôn. Hết đau luôn rồi. Không cộm luôn. Hay quá. Trời ơi, cái mục nào tôi hít cũng văng hết dạ, trơn á. Rồi vậy con cảm ơn thầy luôn ha, có gì tiền cũng tổ nhiêu gửi thầy. Cái này á là thôi cũng tùy hỷ đi. Tùy làm hết tâm đó. Rồi, dạ, tôi cũng làm ba đời rồi. Rồi, tùy làm hết tâm. Tùy hỷ đi chú ơi. Gửi thầy tiền nữa thầy mua đồ cũng tổ giùm cho con cái ha. Rồi. Gửi thầy ha. Chà chà, mát tay mát tay. Dạ. Mát. Rồi. Rồi. Thà như thế đi. Ok. Thì cảm ơn cưng nha. Dạ, rồi chúc về may mắn nha. Rồi, rồi. Xin phép thầy về luôn ha. Rồi hai sĩ, hai sĩ. Về luôn thầy ơi. Rồi về đi ông Bảy, có gì tính sao ông Bảy. Rồi. À, sáng giờ được hai khách rồi, được ba sĩ rồi. Bữa nay cũng có được chút cháo nghe. Tối nay mình đi ăn buffet, rủ ông Bảy đi ăn buffet. Được quá. Để coi đây tới chiều còn khách nào nữa không, mình chiều mình ăn sang chút coi. Rồi. One week later. Thầy lắm cô ơi. Cô vẫn biết bao nhiêu người đó, bệnh nào ống hít cũng hết trơn á. Anh đi chậm thôi anh ơi. Ừ. Đi nhanh quá tôi mệt. Đi từ từ ha. Dạ. Bệnh lâu rồi mà không chịu nói, không thấy ai biết. Có ông thầy này ông hít hay lắm. Tôi cũng đâu có ngờ nó nặng tới cỡ đó rồi anh Bảy ơi. Ừ. Nó là ông chị hay lắm ông này nè. Ông hít đâu là hết đó, ông hít bệnh gì ông hít quá hết trơn á. Ông hay dữ lắm. Chậm chậm thôi anh ơi, đi nhanh quá tôi mệt. Mệt đi. Từng ngày không lên được không, dịnh lên coi chị sao. Ở chợ cô ơi. Dạ dạ. Cô lên từ từ nghe cô, lên từ từ nghe. Lên từ từ nghe. Thầy ơi, bệnh nhân tới thầy ơi. Ủa anh Xui. Chị Xui đi đâu đây? Tôi đi kiếm thầy thích anh ơi. Anh cũng đến đây bị bệnh gì mà đến đây cho thầy thích vậy? Tôi đâu có bệnh. Này đây là thầy, đây là thầy hít, thầy hít. Ủa anh là thầy hả? Ừ, thầy hít. Thầy ơi, chị Xui đến đây. Đau gì lắm hả cô? Trời ơi. Đến đây chị bệnh hả? Quá lâu rồi. Trời ơi. Bệnh lâu quá lắm rồi mà chị biết nhiêu tiền không hết á. Trời ơi. Sao chị Xui chị đến đây chị không điện trước? Tôi đâu có biết anh chị bệnh đâu, tôi tưởng anh cũng đến đây để đi khám bệnh như tôi.
Ơi, tôi làm nghề này lâu lắm rồi. Ủa vậy hả? Ơi, coi chị xui chị bệnh. Mà bệnh lâu chưa chị? Bệnh lâu rồi. Phải tôi biết anh chị bệnh là tôi đâu có để nặng như ngày hôm nay đâu. Trời ơi, tội nghiệp không. Bệnh lâu rồi mà mới có công việc mà đến thầy à. Tôi cũng không biết bao nhiêu tiền đó thầy ơi. Tôi không biết nhiều tiền rồi đó. Biết bao nhiêu tiền của rồi đó. Trời ơi. Nhìn coi cái bộ này chắc cũng hơi nặng rồi nha. Ừ. Coi thầy, coi họ bệnh hoạn gì coi, cứ nói thầy nghe, bỏ ra hai người xuống giá hả? Trời ơi, tôi không biết nữa. Nói anh xui. Anh xui hả? Bởi vì xui gia hả? Xui gia. Ừ. Coi xui gia giúp nhiệt tình giùm nghe. Lúc mà tôi lại nhà chỉ á, là chỉ không có ở nhà, đi đâu á. Lúc đó còn mạnh chứ gì? Nhậu với anh xui hoài. Vậy hả? Vậy chắc đi đâu? Đi anh già cái vậy? Này còn khỏe hả chị? Nhà anh mất rồi. Là lâu rồi mới có 2 năm nay mà không ghé mà mất mất rồi xa bởi vì xa cũng ít chu gia đường xá xa xưa ít gặp nhau là vậy đó bởi vợ đó đó xa bởi vì ít có tới lui rồi bây giờ chị ở mình hả ở mình anh thôi vì hôm nào tôi ghé thăm chị được ở mình anh thôi vì hôm nào tôi ghé thăm chị được ở mình anh thôi vì hôm nào tôi ghé thăm chị được được anh chị hết bệnh tôi là anh ghé được hết à rồi 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 vậy nhất định bữa nào tôi ghé thăm chị hồi chút chị cho xin số con nha anh chị hết được cái bệnh của tôi là anh cái gì cũng được hết trơn á uống nước đi thầy bảy ly của thầy bảy uống được bảy hồi bên đây xin nó mỏi quá chị dạo này gần đây chị có làm ăn gì được không không có làm gì được hết trơn á với mấy cái bệnh này là coi như là chỉ ở nhà thôi thấy ngồi cái tướng chị là tôi thấy quải chà đậu rồi bệnh này nặng lắm rồi đó thầy nặng như nóng nặng rồi đi rồi đổ mồ hôi mà không lạ đi không được mà kè vô đi kè mà đi biết bao nhiêu thầy rồi không có thầy nào được hết trơn á vậy là chị đi chị cũng nhiều chỗ rồi hả nhiều chỗ rồi nhiều thầy lắm luôn rồi đó thôi phải biết đi là xu gia gắn giúp đi gắn giúp cho cái cổ đi tôi già cũng như người nhà mới mốt tôi lên nhà chỉ tôi ở ổ lộn không tôi già cũng như người nhà mới mốt tôi lên nhà chỉ tôi ở ổ lộn không tôi già cũng như người nhà mới mốt tôi lên nhà chỉ tôi ở ổ lộn mốt tôi lên nhà chỉ tôi chơi đã, đã. Anh mà nói lộn chữ đó chắc anh đẩy anh đồn chắc tôi đỡ giá nữa quá chết luôn ổng lộn tôi nói mai mốt tôi lên ghé thăm chị xui chúng ta sẵn là thắp cho anh xui nén hương chị được, còn được. Nghe được thôi bây giờ chị bị bệnh gì bây giờ chị nói cho tôi biết thôi tình nói là ngay tôi nói không có được cái bệnh này nó khó nói dữ lắm bệnh gì mà khó nói ta bệnh này khó lắm anh ơi tôi cũng đã từng gặp nhiều bệnh nhân lắm mà sao lại đây ai cũng nói được chân mà bây giờ xui gia còn thì cái gì cái gắn giúp nghe chứ đại cũng hết chân gắn hết đặt lại hết chị xui nhiệt tình nghe hết cho chị xui hết đi rằng chị xui là phải nhiệt tình nhiệt tình rồi. Rồi nhiệt tình rồi cái nhà cái nhà nhà thấy thì thấy không thấy cổ không cái tôi kia còn ngồi cũng được tội nghiệp anh gắn giúp tôi hết ngày tôi mang ơn anh nhiều dữ lắm luôn anh xui xu gia mà đang nghĩ gì thôi chị yên tâm đi bệnh nào tôi chị cũng được hết trơn á mà có cái bệnh gì thì chị cứ nói thẳng đi để tôi biết bệnh này nói không có được trời ơi cái gì đâu bây giờ qua đây nè qua đây gần gần đi rồi nó nói với anh xui đi có cái gì đâu mà giấu thì chị cứ nói đi nói gì xu gia nha không à bệnh gì đâu mà khó nói phải đi rằng đi khó khăn luôn vô phòng xanh phòng mổ người ta còn mổ bình thường kết quả thì chị cứ nói đi để lâu ngày nó ủ bệnh nó nào ngay nó qua nó thiệt trời ơi chạy đó anh ơi trời đất bệnh chạy trời ơi chị xui làm gì trời ơi bệnh này tôi bỏ nghề quá bệnh gì mà bệnh chạy mà nơi đây sao hết được trời ơi chị xui ơi gì vậy cái này là thầy chết tôi rồi chị xui coi giúp tôi cái anh xui ơi trời ơi trời ơi cứu được cái anh xui ơi chị xui làm gì chị xui anh mà không chữa được chết rồi
thầy bổ y học và công nghệ cao làm mới được. Cái này tôi hít một cái là bỏ nghệ luôn. Ủa gì là anh hít không được hả? Trời, cái này thì về đi, về đi. Bệnh chỉ sao mà hết? Vậy là không được ha thầy. Thầy ơi, mới bốt bệnh chỉ này có dẫn lên đây giùm cái. Ai biết nó thầy hít cái gì, bệnh viện hết trơn á. Hít một cái bỏ nghệ luôn. Dạ thầy. Thầy cái gì bệnh viện hết trơn á. Ai bỏ nghề luôn. Dạ. Được rồi, về về coi. Sao anh Bảy nói bệnh gì chị cũng được. Thầy này thầy, thầy cái bệnh chỉ thể cũng hết, cái bệnh gì thể cũng hết chưa? Hết chuyện rồi, đem bệnh chỉ lên đây. Vậy thôi, về. Thôi về luôn nha thầy ơi. Về đi, về đi. Thầy về. Chị không được thiệt anh thôi. Chị về đi, chị nào hết bệnh điện tôi lên. Về đi, về đi. Thôi tôi về luôn thôi ơi. Thôi về, từ từ. Từ quan giác từ từ. Ừ. Bây giờ nào đó.